Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình đi lên vòng vòng khu vực vùng núi này nè mọi người, để mình tìm đá nữa nha. Đó, ở phía sau mình, để mình cho mọi người xem nó. Chỗ này có cái hang con sóc nha, nó bự đá ra, cái mưa nó lộ lên mấy viên đá thấy cũng sáng sáng đẹp đẹp nha, thạch anh nha. Rồi để mình chuyển camera lại, mình quay cho mọi người xem phía sau nha. Đây nè mọi người ơi, nè cái hang sóc bự trên đó nữa nha, nó bự trên cái hốc đá đó đó. Nó chạy xuống nè, cái mưa lộ ra nè, đá thạch anh rất là nhiều, rất là đẹp nha. Đó, đây nè, có mấy viên thạch anh trong suốt luôn nè, rất là bao la, khá là nhiều luôn nha. Để mình tìm nhặt thử vài viên coi. Ở đây là mình cặp cái đường lỗ xe nha mọi người nha. Đó, xe đang chạy xuống núi đó. Đây đây, có cái viên này khá là đẹp luôn nè mọi người. À, viên này viên đá gì mình không biết luôn nha. À, gần quá thì nó mất nét, chung quanh thì thạch anh nè nè, nó trong suốt lắm nha, rất là đẹp luôn. Để mình tìm coi có viên nào đẹp đẹp hơn nữa không. Để mình lên trên cái hang này cho mọi người xem nha. Đây nè nè nè, nó tuột xuống, đưa gần cái là bị mất nét à. Nè, rất là nhiều nha, tinh thể không à. Kìa, trên đó có mấy viên to to kìa, mình cầm máy cái mình leo lên gì cái nó bị tuột xuống đó, trong cái hốc này nè. Hốc này nó khá là nhiều trong đó nha, nhưng mà nó bư ra ngoài á, mưa rửa được nè mới thấy nè. Rồi mình quay sương sương cho mọi người xem gì mình gần tí xíu rồi đây, rồi mình nhặt một tí rồi có phát hiện gì mình sẽ mở máy quay cho mọi người xem nha. Đây mình cho mọi người xem mấy cái bông thạch anh nè. Đó, xa xa tại trời không có nắng nha. Đó, ba cái tinh thể thạch anh nó nằm trong này rất là nhiều nha. Đó, tại cái này nó đóng bùn á, chưa rửa ra nó chiếu dữ lắm, chiếu luôn nè. Có nắng là mình lắc nhẹ gì là nó chiếu cho mọi người xem. Nè, mình đang ở trong cái giữa đồi núi luôn nha, giữa trên cái đồi nè. Trời giờ vẫn còn mưa nha. Đây, có mấy cái tinh thể nó vỡ ra nè, trong suốt luôn nha. Đây cái nữa nè. Đó, còn vòng vòng mấy cái bãi này nè, dưới dài dài xuống dưới cái khe suối dưới đó đó nha. Đó, mà mũi quá xá mũi luôn mọi người. Để nha, thạch anh nha. Đó, giờ nó bị đốt nha, nó bị đốt trên đó đó, nó hơi bám khói đen đen, về mình tẩy ra một cái là nó trắng tươi à. Nè, đó, ở trong nó chiếu kìa, không biết mọi người có thấy không, ở trong nó chiếu đó, lắc lắc gì nè, thấy cái ánh chiếu nè, mình đưa gần quá nó mất nét nha. Đó nè, tại mình thấy ở trong nó rất là trong nha, tại ở ngoài nó bị bám bùn. Mình sẽ lượm một số này về mình chà rửa, mình tẩy nó ra xem mà còn viên nào bự nữa không. Đây có một viên lớn nè mọi người nè, nó có một mặt trong này nha, còn chung quanh thì nó bám bùn. Để nữa mình về mình rửa ra, về tẩy rửa nó ra vòng vòng đây nè, xa xa là có một cục khá là nhiều luôn nha. Đó, hồi nữa mình dài dài xuống dưới suối đó nữa nha. Đó, xa xa mình thấy nó có lai gai nè mọi người, mình cho mọi người xem cái chỗ này người ta khai thác đá nha. Đó, khá là sâu luôn, vòng vòng rồi. Bên đây có cái mấy cái mạch đá thạch anh đó nha, để mình di chuyển qua đây cho mọi người xem.
đây luôn mọi người nè. Đó, mặt đá thạch anh lộ ra rất là nhiều nha, cực kỳ đẹp luôn. Tại mình quay bằng ống kính rộng á cho nên nó không có nét được ấy. Rồi để mình tìm sơ sơ có viên nào trong trong sáng sáng đây nè mọi người nè. Đó, tại ánh sáng hơi bị thiếu, mọi người xem thông cảm nha. Bên kia thì nó sâu hơn, bên đây nó cạn hơn nè. Cái này thì tạp chất quá nhiều. Ở trên cái vách này nè mọi người, đây mình kê gần vô cho mọi người xem nha. Nè, gần quá thì nó mất nét nha. Nè, như viên này nó trong nè, đây viên nữa nè. Đó, để mình rửa ra thử coi. Kế bên có cái nhà yến luôn, thấy chưa? Mọi người thấy không? Mình rửa sơ sơ nha ra mà nó trong nè, cực kỳ đẹp luôn. Đây mình cho mọi người xem cái mạch đá nè, cái mạch đá nó nằm trong cái cục đá tảng này nha. Đó, nguyên cục đá tảng nè, mà nó có một lần mạch đá nè, đủ loại đá luôn. Rất tiếc là chắc này mình đi mà không có đem theo cây đục nha. Nè, có viên thạch anh nó quá trong luôn nè. Cái muỗng này, cái miếng sắt này dễ gì thử. Đây là thạch anh trong suốt nha. Để mình chụp cái mạch này lại. Phải có nắng á, có nắng mọi người sẽ thấy cái viên thạch anh này nó khá là trong suốt luôn. Ở trên đây cái màu đủ màu trơn nha mọi người nha. Này có đồ á, chẻ cục đá này ra nè. Không biết nó có cái gì ở bên trong hay là không. Rồi, mình ngưng mình lội vòng vòng đây nè. Đó, cái đồi nè. Hey, mọi người chắc có lẽ mình ngưng để mình đi về quá mọi người. Quá trời mũi rồi, dưới trời càng ngày mưa càng lớn. Mình đang ngồi cạnh cái suối này nha. Nè, mình đang ngồi cạnh theo cái khe suối. Mình tính men theo con suối này nè, dài xuống dưới luôn. Nhưng mà trời bắt đầu mưa nặng hạt rồi, dưới lại quá trời mũi luôn mọi người. Mũi kinh khủng chịu không nổi luôn. Rồi, thành quả mình bữa nay được bao nhiêu đây nè nha. Không có ánh sáng luôn nè, không có nắng. Nè, mấy viên thạch anh nè. Nè, có viên này khá là đẹp luôn. Đó, trong suốt luôn nha. Nhưng mà đặc biệt có viên này nè, nó bóng mà nó láng. Đó, với một số viên thạch anh bé bé nữa nè. Đây có còn sầu chiếu nè. Đó, trời đang chuẩn bị mưa lớn luôn. Mấy cái tinh thể thạch anh nè, có viên này nó hơi ngà ngà nè. Nhìn cái viên này, viên này nè, thích quá, khá là tốt luôn. Đó, vậy thôi chắc có lẽ mình xin kết thúc clip này đây để mình đi về mọi người. Chào mọi người luôn nha.